Chào các bạn, các bạn đang được xem bộ video Exter Online nâng cao. Đây là hình ảnh bộ Exter nâng cao các bạn cũng được xem trong cái kênh YouTube. Có cả cảnh ban ngày và ban đêm. Đối với bộ Exter, đây là hình ảnh render cuối cùng của chúng ta. Trong bài số 16, chúng ta bắt đầu đi vào làm vật liệu cho căn nhà này. Với những kỹ năng xử lý với Photoshop, làm texture, những vật liệu nâng cao. Chào các bạn, video các bạn đang coi hiện đang để ở chế độ riêng tư, chỉ áp dụng đối với những bạn học 3ds Max Online có trả phí. Ở phần hiển thị thêm dưới mỗi video, các bạn có thể thấy đường link full bộ giáo trình học 3ds Max cơ bản, nâng cao chuyên sâu về phần nội thất, nâng cao chuyên sâu về phần ngoại thất, Corona Online dựng hình nâng cao. Để liên hệ mua full bộ video, các bạn có thể liên hệ theo số phone hoặc địa chỉ Facebook của tôi. Đối với những bạn muốn tham gia lớp học trực tiếp tại thành phố Hồ Chí Minh, có thể tham gia cái group Lambia 3ds Max. Một số hình ảnh mà các bạn được xem. Đối với những cái bạn đã tốt nghiệp khóa 3ds Max tại đồ họa Lambia. Đối với những bạn học 3ds Max online có trả phí sẽ nhận được sự hỗ trợ tốt nhất từ tôi. Giải đáp những cái vấn đề thắc mắc liên quan tới máy tính, phần mềm hay ngay cả trong những cái kiến thức mà các bạn đang học. Chúc các bạn học hiệu quả và gặp nhiều may mắn.